Không biết ai thắng đây ta. Ai đẹp mới thắng. Suy nghĩ ai đẹp. Chị luôn à. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn cũng vô mờ với mình nhé. Hôm nào mà sao cũng bảo là tốt hơn mình. Hôm nay xem ai tô đẹp hơn nhé. Tô thử nhá. Xong các em ơi, các em sẽ bọn chị tô xong sẽ dô cho các em xem. Và các em sẽ like xem là của chị đẹp hay của siêu nhân đẹp nhá. Các em có biết không, phần thưởng của bọn chị đây. Một hộp luôn. Em nhìn này. Một hộp rơi tóc. Ai thắng sẽ được hộp rơi tóc này nhá. Nhớ chưa? Xong rồi chờ cho các bạn like xem chị với em xem ai được nhiều nhá. Lúc đấy hộp này sẽ là của chị. Biết chưa? Còn ai mang đến? Cái này là của anh quay làm phần thưởng. Đúng không? Bây giờ chúng mình cùng nhau thi nhá. Các em ơi, đây là màu bọn chị với bạn Sushi sẽ thi. Xem ai sẽ là người thắng cuộc nhá. Nhất định chị sẽ thắng luôn. Nói xem. Nào, tôi mà xem. Xem ai thắng nhá. Chị tô hay chưa? Kệ chị. Chị tô cái gì kệ chị. Siêu nhân không tô nhanh là siêu nhân thua đấy. Đừng siêu nhân đừng đùa. Siêu nhân lúc nào cũng bảo em vẽ đẹp hơn chị. Đâu? Hôm nay sẽ xem ai vẽ đẹp hơn nhá. Đừng tưởng chị không biết vẽ, chị vẽ còn siêu hơn cả siêu nhân đấy. Siêu nhân cũng được đi học vẽ ở trường đúng không? Em em được giấy khen rồi. À thế à? Vẽ đi, sắp hết giờ rồi đấy, cứ ngồi đấy mà kể chuyện. Nhưng mà công nhận siêu nhân vẽ cũng đẹp lắm đấy. Mấy lần thi chị cũng đều bị thua đấy. Nhưng mà nên là lần này nhất định chị phải thắng. Chị phải thắng được cho siêu nhân không bao giờ mình thắng được chị nữa. Đúng không? Sao? Thế như nào? Chị đang cố gắng này. Hôm nay nhất định chị sẽ thắng em mà. Yên tâm đi. Mỗi lần em tao thắng chị đúng không? Đúng rồi. Hôm nay chị phải thắng em chứ. Đúng không? Siêu nhân của chúng ta vẽ siêu phết em ạ. Được đấy nhờ. Quá xinh xắn luôn. Chị và Sushi đang cố gắng hoàn thiện nhanh nhất có thể luôn. Sushi của chúng ta chậm vẽ lắm nên bạn ấy vẽ có vẻ nhanh hơn chị đấy. Bởi vì chị nhìn màu cũng không tốt lắm. Sushi của chúng ta nhìn màu rất là chuẩn luôn nhỉ. Màu mười cũng được chị. Nhưng mà phải kết hợp làm sao nhìn cho nó cũng phải đẹp chứ. Nếu không đẹp thì làm sao mà tôi giành được giải nhất đúng không? Thế làm sao mà chị vẽ màu nào cũng được chị... đẹp đấy. Trời, em mặc thì trông màu hồng đậm cơ mà. Thế thi này, chị thi em thi à? Đấy, người ta cười thật. Suốt ngày chị bắt nạt chị thôi. Mà tiếng làm em mà đánh đá. Thế bây giờ nhìn xem bài của ai đẹp nhá. Bài của ai đẹp hay không nhá, chờ các bạn đánh giá mới biết được. Nhớ đâu bài của chị đẹp hơn bài của em thì sao. Lúc đấy em đừng có mà khóc tu tu nhá. Đừng có đùa. Sợ. Nó lại đến, nó thật chờ với mình. Nó để cho mình chơi ở nhà mình tí nào vậy. Này, cuối tuần sang nhà chị em mình làm bánh đi. Được không? Được. Hay là tuần sau chúng mình làm thạch cả bánh ngô đi. Đúng rồi, sắp đến Halloween rồi đúng không? Đúng rồi. Làm thạch Halloween ngon lắm đấy. Đúng rồi, chị nghĩ hay đấy. Hai chị em mình làm nhé. Đằng nào hai chị em mình chẳng đi chơi cùng nhau đúng không? Có khi nào em không đi cùng đâu chị không? Em có sẵn rồi. Nhưng có sẵn rồi à? Mẹ em đã làm cho em rồi à? Em tự làm hôm nay nào. Úi trời, xem siêu chứ. Nào khó không em? Dễ ở cả. Ủa gì à? Mình chỉ cần cho bột vào xong mình lấu lên rồi cho nước và đổ ra bát rồi mình để trong tủ lạnh, thế là xong. Ủa thế siêu thế? Nó chỉ đơn giản như thế thôi á? Vâng. Thế mà chỉ chả biết làm thôi ấy. Không biết làm. Công nhận em giỏi thật đấy. Cô giáo dạy em ở trường à? Đâu. Em tự chế biến đấy chứ. Ủa thế á? Thế nhà em có hay nấu cơm không? Nhà em thì bố mẹ em nấu cơm cho em, chứ em có biết em nấu gì đâu. Sao em không giúp bố mẹ nấu đi? Tại vì là em chỉ biết nấu thạch thôi. Biết nấu với thạch thôi à? À, mà sách nhà em này. Chị tô rồi, đây rồi. Đâu? Ở đâu nhỉ? Chưa tô. Đấy là màu xanh ngọc em.
em cảm nhận là của em đẹp. Tại sao em cứ nghĩ là mình đẹp thì của chị cũng đẹp mà? Chị đẹp hơn của em. Đương nhiên rồi. Đây. Đẹp nhở? Của chị cũng đẹp mà. Của chị ngắm ngắm một chút. Ừ. Tôi bảo chị tô xong thì chị sẽ cảm nhận được. Đúng rồi. Nhưng mà Thu này thích nhở? Từ giờ đến cuối tuần chị sẽ chịu khó sang nhà Su để chúng mình cùng nhau học vừa tập vẽ luôn nhé. Su phải dạy chị vẽ nhiều vào nên ta. Chị đảm bảo là sau này chị sẽ vẽ đẹp nhất của đất luôn. Chị sẽ đi thi, chị sẽ mở triển lãm tranh. Được. Em mở Apollo. Em nghĩ chị cũng mở được không? Chắc chị mở được. Chị vẽ đẹp mà, đúng không? Và nhất là có sự giúp đỡ của Su nữa. Trời, sẽ đẹp vô cùng luôn, đúng không? Em á. Em phải giúp chị đi dạy chị. Được. Được. Quá đẹp rồi. Chị nghĩ là hai chị em mình. Wow. Bên mình thật là xuất sắc luôn. Cái kìa. Su ơi, còn nhiều lắm đấy. Vẽ nhanh em đi cưng ơi. Vẽ em á. Thì chị gọi bánh ngọt đi thay. Chị có bánh ngọt đấy. Không biết ai thắng đây ta. Ai đẹp đấy thắng. Su nghĩ ai đẹp? Chị luôn à? Các em hôm nay bảo Su xì bảo đã thừa nhận rằng chị đã tô đẹp đấy. Có biết không? Chị một tuần nay chị ở nhà chị phải học tô đấy. Bởi vì chị biết thế nào có hôm chị phải sang tạ Su xì thì vẽ màu nên là chị học trước một tuần này đấy. Ngày nào chị cũng chăm chỉ tô luôn. Tô hết mấy quyển sách này này. Em á, em tô hết 100 quyển rồi. Wow, nhiều vậy. Thảo nào tô đẹp đúng rồi. Nhưng công nhận siêu nhân thích vẽ tranh thật. Ngày nào đi học vẽ cũng thấy ngồi vẽ tranh. Hì hục vẽ. Chẳng thật. Sang rủ đi chơi không, em vẽ tranh. Sáng vừa mở mắt ra định rủ đi ăn sáng không, em vẽ tranh. Lúc nào chỉ vẽ tranh. Thích vẽ tranh. Không, em vẽ tranh. Không, em vẽ tranh. Lúc nào cũng không, em vẽ tranh. Chị sẽ xong rồi đấy. Su xì xong rồi kìa. Siêu nhân công nhận siêu nhân Su xì của chúng ta rất là nhanh. Chị cũng sắp xong rồi. Chị còn cái bàn đấy nữa thôi. Rồi chúng ta sẽ biết ai là người vẽ đẹp nhất tối nay. Phần thắng đã thuộc về Ma Sa Sa hay là siêu nhân? Ôi, thỏ bày rất khủng vong ấy. Vâng ạ. Chúng ta rất là khéo cho phần này. Chị và phối màu thế nhìn buồn cười đó. Nên chị không dám làm đâu. Chị và Su của chúng ta mới dám lấy thế thôi. Còn đây các em nhìn bánh của chị ngon chưa? Các em nhìn các em có muốn ăn không? Có giống cái bánh ngọt bình thường các em vẫn ăn không? Hà Apuki. Bạn Su xin của chúng ta rất thích bánh ngọt Hà Apuki. Vì vậy bạn ấy nhớ ngay đến Hà Apuki. Hà Apu à đi. Nghe thua rồi đấy người đẹp à. Cái gì? Đánh đá không? Các em có thấy siêu nhân của chúng ta ra đánh đá không? Chú này mắng chị đây. Ghê hớm lắm ý. Con mắng vui lắm á. Thấy chị Yến tập bắt lạt chị thôi. Tập em như chị chứ còn như gì. Đấy, nói thế thì còn ai giận được nữa. Đấy mới là điều quan trọng. Những thứ cọ, những là chú chứa thỏ vẽ ngồi trong ngộ nghĩnh à. Quá ngọt mình ơi. Ý, em còn một chú thỏ nữa không? Chỉ còn cái bàn này thôi. Còn mấy cái màu này nữa là chị xong. Cái bánh này nữa thôi. Ôi, xong rồi à? Nhanh thế, từ từ phải đợi chị với chứ. Làm gì mà nhanh kinh khủng luôn. Em đùa chị đấy rồi. Xong rồi, chị cũng xong rồi, em xong chưa? Xong rồi. Bạn Su của chúng ta cầm bút rất nhẹ. Cầm này nhé. Nhanh không? Thảo nào vẽ đẹp. Xong rồi. Bây giờ chị và em cùng nhau giơ lên nhá. Của ai đẹp? Giơ lên cho các bạn sẽ giúp chúng ta đánh giá xem là của ai đẹp hơn. Sao chị cho chị để chúng ta để gọn màu vào đây nha. Các em ơi, sau một hồi chị với bạn Su xì cùng nhau thi vẽ, các em nhìn hai bức tranh của chị. Các bạn Su xì, bạn nào đẹp hơn? Các em thấy bức tranh của chị đẹp thì các em hãy like cho chị một like nhá. Còn Su kia quay ra. Còn các em thấy bức tranh của bạn Su đẹp và các em like cho bạn Su cái nhá. Khoảng trong vòng một tuần đi, được không? Trong vòng một tuần nhá. Chị em mình sẽ tổng kết lại xem ai sẽ là người được mọi người like bức tranh của mình nhiều nhất được không? Cái mặt của em trông sặc sỡ hơn. Kệ nhỉ?
nhớ đó của chị được mọi người yêu ơi thì sao? Em thấy hai bức tranh của chị đẹp không? Rất là đẹp đúng không? Đẹp rồi, bây giờ chúng mình để đây. Thôi chúng mình chào các bạn đi nha, đi để cho các bạn cùng giúp chúng ta đánh giá xem hai bức tranh của chúng ta có đẹp hay không nhé. Xin chào tất cả các em ơi, em xem và bình chọn cho chị nhé. Đây là bức của chị, còn đây là bức của bạn siêu nhân Sushi. Sushi ơi, nào chào tất cả các bạn đi, chúng mình cùng nhau. Em nhất à? Đẹp quá đấy bạn, đẹp mất đấy các em ạ. Nào, bức tranh của em đẹp quá. Công nhận bức tranh của Su cũng đẹp, của chị cũng đẹp mà. Tùy vào để cho mọi người cùng nhau bình luận chứ. Nào, bây giờ chúng mình cùng nhau chào các bạn đi. Xin chào tất cả các bạn. Làm đúng cái mà mình thích vẽ, khấn khởi như thế đấy.